Câu chuyện thu nhập làm YouTuber của bà Tân Lốc đã từng được đồn thổi rào rào trong số đông mạng, thậm chí lôi cả thống kê quốc tế ra soi xét. Và nó lại càng được thân mật hơn hết khi chương trình thách thức danh hài lên sóng. Vượt qua 4 vòng thi, người thiếu nữ Triệu Di nhanh lẹ lấy được tiếng mỉm cười của hai vị giám khảo khó tính là Trường Giang và Trấn Thành. Ngoài thân mật đến nội dung các phần thi, phát ngôn ở phần thi số 3. Mẹ đang ngồi đếm tiền từ YouTuber con Nga. Người ta đồn một tháng mẹ kiếm 700 trừ 800 triệu nhưng nói thật mỗi tháng mẹ kiếm được 2 tỷ cơ mà của bà Tân nhanh lẹ trở thành tâm điểm. Câu chuyện thu nhập làm YouTuber của bà Tân Lốc đã từng được đồn thổi rào rào trong số đông mạng, thậm chí lôi cả thống kê quốc tế ra soi xét. Mặc dù hai câu thoại nhằm gây tính hài hước này được nhiều người cho rằng chỉ là được đưa vào kịch bản dạng nhằm gây mỉm cười. Thế nhưng, một số người vẫn khá hiếu kỳ rằng liệu con số được bà Tân Lốc đưa ra trên chương trình có đúng hay không? Liệu con số 2 tỷ thắng có thật sự nằm trong tầm tay của bà Tân? Kể từ khi được YouTuber bật tính năng kiếm tiền, ai cũng tò mò với mức thu nhập của bà Tân Lốc. Trang web Social3D, một web feeder chuyên thống kê số liệu và thành tựu các trang uy tín từ trước tới nay đã thống kê, kênh YouTuber của bà Tân có mức thu nhập bình quân từ 9.0-144.0 đô la Mỹ tháng, tương đương với gần 3,3 tỷ Việt Nam đồng. Thế nhưng, đó chỉ là về lý thuyết. Bởi con số trên chỉ là thành tựu tính đơn thuần theo công thức phổ biến cho lượt lít quảng cáo, chưa áp dụng các điều khiếu nại thực tế tinh vi khác như thị trường, tính chất nội dung, người theo dõi từng khu vực. Con số được Social3D đưa ra ở thời điểm hiện tại. Thị trường Việt Nam được tấn công giá có tỷ trọng doanh thu kiếm tiền YouTuber từ quảng cáo thấp hơn nhiều so với một số non sông lôi cuốn to đầu khác như Hàn Quốc, Mỹ. Vì vậy, số liệu đưa ra bởi Social3D không thể tin cẩn 100% do thiếu nhiều yếu hèn tố tác động đúng mực, hầu như chỉ đúng khi áp dụng theo tiêu chuẩn ở các khu vực quốc tế phổ biến hơn. Thống kê cách đây vài tháng của Social3D khi bà Tân Lốc vừa mới nổi. Thu nhập ước tính bởi Social3D cũng dao động khá mạnh tùy từng thời điểm, thậm chí lên xuống tất tường trong một thời gian ngắn. Ví dụ như việc Social3D đã thống kê mỗi tháng bà Tân Lốc kiếm tới 383.000 đô la Mỹ, tương đương với gần 9 tỷ Việt Nam đồng, gấp tốc 3 lần so với con số hiện tại. Doanh thu YouTuber ở Việt Nam thấp hơn so với các nước đứng đầu. Phía đại diện phát ngôn của bà Tân Lốc đã từng xác nhận thu nhập của kênh không như những lời đồn thổi. Nếu ở các non sông khác thì có trình độ sẽ kiếm được cao hơn. Tuy nhiên, tại thời điểm con số cao nhất là gần 9 tỷ đồng được đưa ra, đáp án đúng mực mà kênh của bà Tân kiếm được chỉ rơi vào khoảng 3.0-4.0 đô la Mỹ, tương đương khoảng 70-93 triệu Việt Nam đồng tháng.